Xin chào các bác, giới thiệu bác đây là lục di băng sản xuất thập niên 1970 1980. Có size 5814 và 624. Có ba con Osman. Con đầu tiên là con này chỉ bằng tay nhé. Size 624 này dây băng sẵn mắt màu xanh đen G15, thì con này là Osman 3 cầu. Tiếp theo là xanh gam muống G13. Con thứ ba thì là size 58 càng móc hay gọi là càng chun. Cũng là Osman. Con thứ tư này là xanh gam muống thập niên 70 này. Đó, còn khá là mới, khá đẹp nhá. Con cuối cùng. Đây, con này. Đây con này nhá, thì là xanh đen G15 thập niên 70 này. Con này ba cầu nhá, Usman này. Đấy, con này Aviator này. Ba con này, ba con trên cùng này. Ba con trên cùng này thì đều là Usman. Con này cũng thế này. Hàng cũng con thứ năm, hàng cuối cùng này cũng là Usman. Tất cả là dây băng thập niên xưa 70 và 80. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video rồi, kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng. Về hình thức mua bán, các bác nào chuyển khoản và ship, bác nào chuyển ship code thì vui lòng làm cọc 100k. Về thời gian bán hàng thì là từ 7 giờ sáng cho đến 23 giờ, nguyên từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện các bác điện thoại trước cho em. Tránh tình trạng đến là xuất quán đi gửi hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Bác nhớ điện thoại trước, nhiều anh ấy, nhiều bác cứ đến đột xuất quá em đi vắng, cuối cùng là không, không không có nhà. Tất cả nguyên zin nhá, độ mới là trên 90%. Vâng, rất cảm ơn các bác xem video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các phiên sau.